Thí sinh tiếp theo là một chiến binh rất đáng được kỳ vọng, bởi ngoại hình của anh như thể được bước ra từ một bộ phim kiếm hiệp với võ công cao cường và ý chí sắc bén. Bạn cách đây 6 năm đã từng tập parkour nhưng bị chấn thương và sau cơ thể không còn nhanh nhẹn và sung mãn như trước nữa. Nhưng mình không hề thấy thiếu sự sung mãn một tí nào ở ánh nhìn của bạn. Vâng, một ánh nhìn đầy khát khao. Đây là lần đầu tiên mà Văn Long đến với không gian Sasuke Việt Nam. Chàng trai đến từ Hương Sơn, Hà Tĩnh chắc chắn sẽ có rất nhiều điều để thể hiện mình. Nào, đây là thời khắc của bạn, giây phút của bạn và lúc bạn thể hiện và tỏa sáng. Chuẩn bị. Bắt đầu. Những bước chạy không cần vội vàng. Chính xác. Được rồi. Bám trụ. Nhìn cái cách mà Văn Long đang vượt qua những thử thách đầu tiên, chúng ta không hề nghĩ rằng đây là lần đầu tiên Long đến với không giới hạn Sasuke Việt Nam. Rất lưu lạc. Bộ trụ kìa, anh xem kìa, anh xem bộ trụ kìa. Rất đúng rồi các bạn. Không mất quá nhiều thời gian. Di chuyển khá nhanh. Cú bật nhảy cũng rất tốt. Phải nói, tôi đang nhìn thấy một kỷ lục mới về mặt thời gian rồi thưa các bạn. Nguyễn Văn Long. Bình tĩnh nào, chúng ta vẫn còn những thử thách ở phía trước. Được rồi. Tôi không thể nhận được. Được rồi. Nguyễn Văn Long. Cố lên nào mọi người. Thời gian kỷ lục rồi. Và cùng xem. Vâng, thời gian của ta còn lại là 34 giây 67. Một cái chào đầy nghiêm túc và các bạn ơi. Nếu có thêm một thông tin nào bổ ích, tôi xin được nói các bạn nữ xin đẹp bên dưới. Nguyễn Văn Long mình đang ép ngay vẫn đang độc thân. Trang em không phải nói gì, bọn anh sẽ lồng tiếng cho em. Và anh có thể chia sẻ rất là nhanh cảm xúc của anh ngay lúc này như thế nào? Cảm xúc của tôi bây giờ là tôi dường như đã thấy mình đã tìm lại một ít cảm giác trước đây của tôi khi chơi bắt cua. À cái này đối với anh nó chỉ như là bắt cua thôi. Bắt cua là một môn thể thao đường phố chứ không phải là bắt cua, Trang ạ. Anh biết là em đang nghĩ đến điều gì. Em muốn hỏi thêm một điều nữa, tại vì em nghĩ đây sẽ là suy nghĩ của em cùng với rất nhiều các bạn nữ nữa là mẫu hình bạn gái của anh là gì? Cái gì? Long ơi, em trả lời, em nhìn thẳng vào mắt Trang hộ anh một cái, đừng để Trang, anh chưa thấy Trang bối rối như thế đâu. Trang lại hì hì, kiểu rất là hì hì. Mẫu người của Long là những người phụ nữ cao trên 1m75. Chúc mừng anh với chiến thắng ngày hôm nay.